Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và chúc mừng Ngày Doanh dân Việt Nam 13 tháng 10 tại Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hằng và các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn. Tại tòa nhà FPT, trên đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đi thăm không gian làm việc của các doanh nghiệp khởi nghiệp hệ sinh thái Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hằng, Bí thư Thành ủy chúc mừng những kết quả mà các doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua, đã và đang tạo ra nguồn lực kinh tế, trí thức không chỉ cho Đà Nẵng mà còn cho các địa phương khác, góp phần cùng thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo lớn nhất miền Trung. Bí thư Thành ủy mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục tinh thần đó, lấy môi trường đổi mới sáng tạo để thúc đẩy phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Trong tương lai, hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng sẽ có những dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực vi mạch và bán dẫn. Đến thăm chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Sinopsi Việt Nam tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Phan Quảng ghi nhận về đóng góp của công ty trong phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, một trong những ngành công nghiệp trọng yếu mà thành phố Hút đang hướng đến. Trong chiến lược phát triển dài hạn, thành phố Hút xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng nhanh và bền vững. Bí thư Thành ủy mong muốn doanh nghiệp không chỉ cung cấp các công cụ và dịch vụ cho ngành sản xuất và thiết kế hết chất bán dẫn mà còn hỗ trợ các trường đại học đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn và thiết kế hết chip điện tử, vân vân.